Hi, chào mọi người đến với Mimomel Channel. Và hôm nay tớ sẽ làm một cái video nói về một loại đèn mà tớ vừa mới sắm hơn 2 tuần rồi. Thì tớ có xài hai cái đèn này trong hai cái job vừa rồi của tớ, kéo dài khoảng gần 2 tuần. Bản thân thì tớ rất là phấn khích khi dùng hai đèn này, nên là tớ quyết định là khi mà về Hà Nội và sắp xếp công việc xong thì tớ sẽ làm ngay một cái vlog nói về hai cái đèn này. Thực ra hai cái đèn này là một mã và đấy là một cái đèn thôi. Đấy chính là đèn Apucho. Hai con đèn này là hai con đèn MC. Mọi người thấy là cái hộp ở đây thì tớ đã bóc rồi, vì hôm đấy tớ mua chỉ trước có vài tiếng xong mà tớ lên máy bay, tớ bay vào trong Sài Gòn để làm việc luôn. Vậy nên là tớ không có dịp để làm video unbox cái này. Tuy nhiên thì tớ cũng có thể cho mọi người xem qua cái hộp của nó rất là đẹp. Đây là hai cái hộp của hai con đèn. Hộp của nó mọi người thấy được là bản thân ấy, cái hộp họ làm màu kiểu chiếu hình hiệu ấy, rất là đẹp. Đây mình có thể mở nhá, nó rất là trượt dọc thế này. Đấy, bên cạnh chữ Apucho này. Đó. Bên trong ấy, ngay lập tức đập vào mắt người xem đó chính là cái phần con đèn luôn. Cái đèn tớ đã bỏ rơi đây rồi, vì nên là coi như là tớ không có ha. Còn bên trong thì có một vài cái sách hướng dẫn này, rồi một vài cái miếng dán để mình dán con đèn vào những trường hợp cần thiết. Tớ lấy lõi rồi, vì nên tớ không nói về cái hộp, unbox hộp nữa nha. Chỉ nói qua thế thôi. Nói chung là một cái slogan khá là hay, any color, anytime. Ok, thì bên trong hai con đèn á, bản thân mua một cái này bạn đã có được một cái túi như này rồi, rất là tiện. Vì cái túi này ấy, nó có luôn một cái móc như này. Thì cái móc này rất là tiện để cho những cái anh em mà làm DP hoặc anh em mà làm AC hoặc gì đó chẳng hạn, support á, để cạp vào cặp quần hoặc cạp vào dây lưng hoặc cạp vào những cái túi chéo ấy, khi onset ấy rất là tiện. Thì cái túi này nó có hai ngăn chính. Đây là ngăn một này. Ngăn này giúp mình đựng những loại cáp. Có một cái dây cáp sạc là cáp của USB Type-C. Cái dây cáp nó rất là xịn. Nó được dây Type-C không phải kiểu cao su đâu mà nó bọc vải. Rồi những cái góc góc Type-C hay góc USB 3.0 này á thì nó được vát cộng rất là đẹp. Thực ra đây là một trong những cái dây tai si đẹp nhất mà mình từng thấy trước đến giờ. Chả hiểu tại sao bán đèn lại làm dây đẹp như này. Mặc định một cái đèn sẽ có hai miếng dán sẵn. Mình chưa dán thử hai này, nói chung là họ kiểu cũng cẩn thận ấy. Bởi vì những đèn này ấy, sẽ dùng vào những thế đèn rất là khó. Đôi khi thì mình sẽ cần phải dính cái đèn này vào một cái gì đấy. Thế nên họ cho mình dính hai mặt xịn nhưng không biết là có dính chắc không. Thì mình chưa có dịp dùng. Và ngăn còn lại này thì ngăn đèn chính này thì có hai phần chính. Một phần ấy chính là miếng silicone trắng. Nó là một cái diffuser để cho mình làm tản sáng, cho cái ánh sáng kia mềm mại hơn. Đó, tất nhiên là ánh sáng yếu đi một chút nhưng mà ánh sáng sẽ mềm hơn, thì như một cái thì nó như một cái miếng cao su bảo vệ luôn ấy. Rất là tiện để mình lắp vào trong cái đèn như này đó. Và giữa cái đèn với cái miếng diffu này có một khoảng không nhất định, khoảng tầm 1 cm. Nhiều khi mình để luôn ở tay của chống sốc luôn ấy. Rất là tiện. Đây là cái thân đèn chính. Cái đèn này nó là Apucho MC, không có số gì cả. Bên này là quạt tản nhiệt thì phải. Nó có cái khe rất là tản nhiệt ấy. Còn bên này là công tắc, có một cái cổng sạc USB Type-C này, một cái nút on off bật tắt đèn đó. Đây là một cái bánh răng để chọn. Cái bánh răng này giúp mình kiểu thay đổi độ lớn độ nhỏ của các cái thông số, cũng như là bản thân nó để kích vào được như một cái nút trong những trường hợp cần thiết đó. Còn bên này là một cái màn LCD rất là nhỏ nhưng cũng đủ cho anh em vào được menu rồi chỉnh sang những thông số. Cái màn này phục vụ cho việc mà khi mình chỉnh cái đèn này bằng tay mà mình không dùng các cái hệ thống điều khiển bằng điện thoại. Thế thì khi bật on off lên thì cái đèn nó tự động chuyển màu, vì bản thân ấy trước khi mà làm video này tôi đã setting cái đèn này rồi nên nó tự chuyển này thôi, mặc định nó không chuyển này đâu. Đấy, mình có những cái màn LCD ở đây, nó hiển thị những cái chế độ, ở đây nó ghi chữ party. Nói đây này, bởi vì mình đã để cái hiệu ứng của đèn này, hiệu ứng party nó đổi màu liên tục. Thực ra cái màu party này nhìn giống như kiểu mấy cái đèn led mà anh em kiểu treo cái quất mùa Tết ấy. Tuy nhiên nó rất nhiều effect thú vị. Khi mà mọi người mở máy lên ấy, mặc định nó đã là chế độ Bluetooth rồi, thì bản thân ấy, cái đèn này nó sẽ quản lý theo hệ thống Bluetooth. Thì tôi sẽ lấy cả hai cái đèn ra ha. Đấy, lấy cái đèn này ra đi. Và mình sẽ dùng thử để xem mà nó như nào. Sẽ bật luôn cái đèn này lên. Hai đèn này tớ đã để chế độ party rồi, mọi người thấy là nó đổi màu rất là kiểu huyền ảo. Bây giờ tớ sẽ mở điện thoại lên. Điện thoại á thì mọi người dùng một cái app, nó là Sparkling. Với cái app này á, mọi người có thể dễ dàng vào trong nó để điều chỉnh. Bây giờ tớ sẽ kết nối hai cái đèn này với hệ thống. Thì tất nhiên là điện thoại của bạn phải bật Bluetooth, sẽ vào app nó sẽ tự động kiểu nhận luôn. Tuy nhiên thì khuyến nghị mọi người là dùng app mà trên Android, như của tớ này thì thoảng nó bị văng app, hơi bất tiện một tí. Còn nếu mà dùng iPhone á thì sẽ rất ổn định. Ok, tớ sẽ vào điều chỉnh hai đèn này. Tắt, thấy không? Đó, hai đèn tắt rồi nhá. Bật đây là một nhá, đây là hai nhá. Thì tớ điều chỉnh độ sáng của đèn một này. Đó, thấy không? Sáng mạnh, sáng yếu này rất là nhàn là khi mình dùng ngay một cái điện thoại để mình điều chỉnh. Và sáng yếu nhất này. Đó, tắt hẳn này. Đó, sáng này, sáng lên 100% này. Đó. Amazing luôn. Tiếp theo ở đây là mình đã để 6000 độ K đúng không? Tôi có thể thay đổi độ K lại để thay đổi độ K của cái đèn. Nó sẽ chạy độ K được từ 3200 cho đến 6500. Đây là đèn độ K.
Thế đồng nghĩa việc mà dùng kiểu CTO, CTB á, hay là đèn kiểu daylight tungsten á. Đây là tungsten này, đây là daylight này. Mọi thấy cái đèn này đổi không? Đó. Đấy, tungsten này, daylight này, đó. Đồng nghĩa với độ sáng này. Mọi người thấy rất là mạnh đúng không? Nó rất là mạnh luôn. Đó. Ok. Nếu bây giờ tớ chuyển sang một chế độ khác đi ha. HDL màu này. Thì tớ color nhá, tớ để chỉnh color. Cái đèn này bất kỳ một color nào mà tớ muốn. Hương này, đỏ này, xanh lá cây này, đó, blue này. Mới hiệu ứng nó rất là đẹp khi mà mình di chuyển màu. Thế là cái màu nó tỏa rất nhiều không? Vì mình cứ xoay cái vòng tròn màu ấy. Đấy, đúng là cái khẩu hiệu của cái đèn này luôn ấy. Any color, anytime. Vì nhiều khi mình cần các đèn màu để đánh vào những cái set tạo hiệu ứng đồ ba hay là các hiệu ứng màu mình cần thiết thôi. Nhưng mà chưa dừng ở đấy đâu, không chỉ là pick. Bây giờ ví dụ tớ có cái này màu đỏ ha. Bây giờ tớ sẽ để cái đèn này của tớ màu xanh blue đi ha. Thấy không? Blue nhá. Bây giờ tớ có một cái vật đèn phần màu đỏ đúng không? Đỏ đen đúng không? Tớ sẽ chọn vào đây phần, có một phần picker. Nó sẽ sinh vào cái camera của mọi người. Thấy không? Bây giờ tớ chụp hộp này, tớ cho phần màu đỏ cái hộp này chụp này. Chụp cái đèn màu đỏ luôn. Bây giờ tớ sẽ thử chụp màu vàng trái cá của tớ nhá. Rất là tiện để mình chọn bất kỳ một cái màu nào mà mình muốn ở trong cái set của mình. Đó, cái hệ thống effect này. Nó có rất nhiều cái effect như hệ thống này giả chụp ảnh này. Đó, hệ thống flash của cái đèn chụp ấy. Khi mà mọi người có rất nhiều cái đèn và mọi người mới giả một cái nhân vật nổi tiếng hạn đi ra khỏi một cái phòng họp hay một cái gì chẳng hạn, thì rất nhiều cái đèn flash của những cái mảnh chụp vào ấy, thì mình sẽ dùng rất nhiều con đèn này để giả cái flash đó và về thêm một ít sound effect, thì hoàn toàn có thể có một cái hiệu ứng kiểu người nổi tiếng. Hiệu ứng như pháo hoa, nó sẽ kiểu sáng lên rồi tắt đi. Mình có thể chỉnh được tốc độ pháo hoa, đây tôi để rất là nhanh này. Đấy, tắt phát lên luôn này. Cường độ sáng này. Đấy, mạnh không? Chỉnh được cả tốc độ của cái việc mà nó chạy luôn. Một cái hiệu ứng ví dụ như là từng TV này, hiệu ứng sấm chớp này. Hiệu ứng rất nhiều hiệu ứng ở đây, hiệu ứng lửa này, hiệu ứng police này. Đây hiệu ứng kiểu cop car, đây hiệu ứng của kiểu như là police, cái xe ô tô của police ấy. Thì mình sẽ bật ra, thấy không? Đấy, hú này, thấy không? Đó, và một cái rất là dễ dàng, ví dụ mình tôi muốn tắt hai cái đèn một lúc ha, tắt này. Bật này, bật cái đèn đang hiệu ứng cảnh sát luôn này, đó. Và cái app nó rất là điều khiển, mình nhìn thấy ở đây là hiện tượng điều khiển ngay thôi. Off này. Đó, off này. Và khi mà mọi người nhớ ở đây cái app điều khiển là có bao nhiêu cái đèn nó hết ở đây luôn. Thì mình có thể để tăng giảm độ sáng của từng cái đèn này ngay lập tức. Đó. Giảm cường độ ngay lập tức ở đây bằng cảm ứng rất là tiện. Đó, mình điều khiển một lúc hai cái đèn luôn, bao nhiêu cái đèn cũng được. Tắt bật luôn. Đó, tắt này, bật này, đúng không? Và những con đèn này ở đây nhá, ở ngay những trang chủ nó hiển thị luôn được cái đèn một của tớ là còn sáng được 1 tiếng 58 phút nữa. Còn cái đèn này của tớ ấy, thì còn sáng được 1 tiếng 36 phút nữa. Tớ sắp đầy mà tớ đã dùng ngày hôm qua rồi. Thế nên bây giờ nó vẫn còn được khoảng 1 tiếng 58 phút. Có nghĩa là nếu mà sạc đầy nó có thể hoạt động đâu đó khoảng tầm 2 tiếng. Tính cả thời gian kết nối, thời gian điều khiển nó. Mình biết không, điều khiển nó tất cả để trên một cái điện thoại thôi. Nó rất là đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Đó. Và những cái đèn này ấy, bản thân cấu tạo của nó đằng sau ấy thì nó có 2-5 châm, cửa 5 châm vĩnh cửu ấy. Thế nên là rất là tiện để khi mà mình có cái onset mình có thể bắt lên những cái giá này, bắt lên những cái miếng sắt hoặc là cái gì đó để nó kiểu nó dính vào tường nhà, nó dính vào cái tủ lạnh. Tôi sẽ lấy một miếng sắt nhá. Ok, ví dụ ở đây nhá, là đây là kim loại đúng không? Thì mình có thể đang bắt dính cái đèn đấy ngay lập tức. Nó rất là nhàn khi mà mình onset là mình bắt lên những cái dầm xà gì ấy bằng kim loại hay những vật trang trí bằng kim loại chẳng hạn thì rất là tiện để mình bắt nó lên. Và không hề băng dính nhá, đây chỉ là 25 châm đằng sau thôi. Và nó châm của nó rất là mạnh luôn. Đó, mình có thể di chuyển này. Thấy không? Rất là mạnh. Đó. Thì mọi người thấy là với hai cái đèn nhỏ này nó rất là tiện để cho mình nhét vào những cái góc, bởi vì mọi người hiểu được rằng ấy là thông thường không phải chỗ nào ấy thì mình cũng có thể dễ dàng mà chiếu đèn vào, ví dụ như là trong cái hộp tủ chẳng hạn. Một cái hộp tủ ha, thì mình không thể nào mình đánh đèn từ ngoài vào được mà bắt buộc phải đèn từ trong cái tủ nó phát ra để làm background của mình trở nên nhiều layer hơn hay là nó có những điểm sáng khác hơn. Tôi chuẩn cái đèn ngủ đi. Cái đèn ngủ thông thường ấy, một bóng đèn nó rất là yếu và tất nhiên cảnh quay nó không đủ sáng. Nếu mà mình dùng ánh sáng tự nhiên và nhìn nó rất tự nhiên thì mình chỉ dùng duy nhất một nguồn sáng, đây là cái nguồn sáng từ đèn ngủ thôi. Thì mình hoàn toàn có thể cho hai con đèn này vào bên trong cái đèn ngủ, dán băng dính hoặc là có kim loại nó bắt luôn. Thì ngay lập tức là cái đèn ngủ đấy nó sẽ được tăng công suất lên rất là nhiều. Và mình trên mình có thể tắt luôn cái đèn ngủ thật đi và chỉ dùng cái đèn này để em giả đèn ngủ thôi, mình dán vào bên trong ấy. Thì khi mà cái diễn viên họ có thể là họ nhấn tắt cái đèn này hạ, ngay lập tức mình dùng app điều khiển thì mình tắt hai cái đèn này luôn. Đó, thì nó rất là nhàn và cái công suất của đèn, cái đèn ngủ được tăng rất là mạnh. Bao nhiêu cái đèn thì tăng bấy nhiêu thôi, nếu mà hai đèn không đủ thì mình ba đèn không đủ được 4 đèn, 5 đèn, 6 đèn, cứ thế lên tiếp.
Hoặc là đôi khi mà mọi người muốn giảm hiệu ứng thể chiếu một cái laptop chẳng hạn, đúng không? Một cái ánh sáng laptop phải lên mặt một diễn viên chẳng hạn, mình hoàn toàn để dùng cái này để chiếu lên mặt diễn viên. Nó có thể thay đổi ánh sáng để thấy được rằng người ta đang liếc tin tức hay là làm gì đó, hay đang nhập kiểu nhập code hacker gì đó chẳng hạn. Hoặc là mình có thể giảm hiệu ứng TV khi mà quay những cái cảnh và những cái khuôn mặt đang xem TV chẳng hạn, thì mình có thể dùng những cái này để tạo một cái effect giả. Nói chung ấy, sự nhỏ gọn nó giúp mình giấu vào rất là nhiều các khu vực, giả sử như cái hộc tủ chẳng hạn, khi mà cái người họ mở một cái tủ lạnh, người ta để nhét con đèn nằm trong tủ lạnh, bản thân cái đèn chiếu bên khoang tủ lạnh rất là yếu, thì mình tăng công suất nó lên để mở ánh sáng nó nhìn nó rất là tự nhiên, mình giấu đèn được, mình điều chỉnh đèn được. Ngoài ra con đèn này còn rất là nhiều hiệu ứng và chỉnh màu sắc. Loại đèn này là đèn rất là thú vị và mọi người thấy nó rất là nhỏ, ra nó không có đắt, nó chỉ có vài triệu cho một cái đèn này thôi. Nếu như mọi người mà có một cái hệ thống vali của nó luôn á, thì nó có một cái bộ là bộ 4 con và bộ 12 con. Cái bộ 4 con nó là bộ kit, còn bộ 12 con là bộ để làm studio hay làm job chẳng hạn, mình không nhớ rõ tên lắm. Nên là hai cái bộ đấy thì thậm chí cái này còn sạc không dây luôn, là khi mọi người có thể bỏ nó vào cái vali nó sẽ sạc không dây luôn. Và tất nhiên nếu như mọi người mua những cái đèn lẻ, mọi người có thể có những dùng cái sạc USB Type-C này để cắm sạc cho nó, và dùng cổ đi cổ bằng nguồn điện thoại bình thường thôi để sạc. Sợ nhất là hai cái đèn này nó sẽ bị nhỏ quá, nhiều khi mình set xong ấy, hôm trước tớ có quay ở trong Đà Nẵng ấy, thì tớ có giả lập để cho cái đèn phòng, cái đèn ngủ, cái đèn cây ấy, nó trở nên sáng hơn ấy. Và vừa quay xong ấy, anh em thu set đi mất, theo quên sửa cái đèn. Quên đèn nó vài tiếng, quay lại thì đèn hết pin rồi, nhưng mà kiểu rất là dễ để mất. Thì thứ nhất nó có lẽ nó chỉ là mình hay nằm mất thôi. Nếu mà có dùng phải được, phải thật là cẩn thận. Còn về cơ bản mình thấy nó rất là tiện lợi, nhỏ gọn. Các hệ thống phụ kiện đi theo rất là đầy đủ và nó rất là mạnh, đúng không? Bình thường nếu mà mình dùng những cảnh chụp portrait chẳng hạn, chỉ cần vài ba con đèn mình có thể dùng bất kỳ màu nào mình muốn, phụ thuộc ý đồ của mình, thì không cần gel, đúng không? Rất là xịn và nó là công nghệ đèn led. Và nếu mọi người thích nó thì mọi người có thể tìm các đơn vị đại lý, các nhà phân phối bán đèn Avocho ở khắp Việt Nam, thậm chí là cả nước ngoài để ship về. Và mọi người có thể inbox mình cũng quen một vài bên bán mấy cái đèn này, thì biết đâu đấy có thể có một cái giá gì đó giảm hơn một chút do mọi người. Mình không có bán hàng, không mình không được gì khi mà quảng cáo những con đèn này đâu. Anyway thì mình thấy nó rất là tiện lợi và dùng nho nhỏ bỏ từ túi quần mà, và nó rất là mạnh mẽ. Vậy nên là mình quyết định giới thiệu mọi người. Vlog giới thiệu cái đèn này chỉ đến đây thôi. Nếu mọi người thích thì like, thì hãy subscribe và hẹn mọi người ở những video tiếp theo.